gì nữa. Mọi người tắt cái râu đi ha, bị ồn á. Được chưa? Trang 120 các bạn xem nè. Liên tục cho nè so, salam thật kìa. Liên tục cho là ở làng truyền thống nè, tìm người ở làng truyền thống nè. Salam il và salam i, salam il là sư thi bừ và salam i đó là anh nè in, hướng dẫn. Xin gua khát chi, liên tục cho nè khát sâm nì đà. Các cha cố gắng ơi hào gồ, chú xí gan hùa coffee shop ạp hề so, mắn nà gì rô hẹn nền đề. 약속 시간이 훨씬 지났는데도 친구가 오지 않습니다. 무슨 일이 생긴 것 같습니다. 안내소에 가서 그 친구가 어떻게 생겼는지 설명하고 도움을 요청하십시오. Đây là tình huống gì đây? Các bạn cùng nhau tìm hiểu coi tình huống nói gì nhé. 친구와 같이 민속 전에 갔습니다. Là đi đây ạ? Tôi đã cùng đi với bạn đến làm truyền thống nè. Các cha là mỗi người, là mỗi người cô cho người hào cô cũng như là mạnh ai thì người đó đấy đi tham quan. Rồi sau 2 giờ đồng hồ thì hẹn gặp ở đâu ạ? Hẹn gặp lại ở trước quán cà phê. Nhưng mà như thế nào đây? 약속 시간이 훨씬 지났는데도. Nhưng mà giờ hẹn đã trôi qua nhưng mà người bạn đó cũng vẫn không đến. Muốn xưng iri xin nghiên cọ cả xin ta như là có việc gì xảy ra. Anh nên so về cả so, anh nên so lại đâu đây? Không chỉ dẫn hướng dẫn, phòng chỉ dẫn đi đến phòng hướng dẫn. Cứ chinh gu cả ô tô khi xin gần đình chi xin mèo hồ cô đến phòng hướng dẫn đó hỏi. Hỏi gì đây? Giải thích gì đây? Giải thích người bạn đó có hình thù như thế nào? Có hình dạng như thế nào? Và yêu cầu thì giúp đỡ. Tôi mới vô chân là xịt và hãy yêu cầu giúp đỡ nha. Rồi, vậy thì anh này là người hướng dẫn nè. Dạ. Có gì dạng như thế nào? Ok, xin gia đình chi như là có hình thù như thế nào? Có hình dạng như thế nào? Có hình dạng như cô ấy trông như thế nào thì mình đến đó mình giải thích. Rồi salami là anh in nè, anh in này thì cái người đóng vai như thế nào đây? Tôi mới đối chương hai nên là mới tôi qua chụp show, hãy giúp đỡ người yêu cầu giúp đỡ. Chính cô ca ở tốt kia xin gần mình chi hú đưa ship show là cái người này á, hãy hỏi xem người bạn đó trông như thế nào, cái người bạn đó là như thế nào. Autocation cho mình thì có vẻ như thế nào, có hình dạng như thế nào. Ok. Rồi bây giờ sư thi bừa, thì bây giờ mình mời hai bạn đọc qua coi cái nội dung này như thế nào nhé. Mình mời bạn nào Bảo Yến và mời bạn Sunny. Đọc trong nội dung ha cô. Không được hả? Chị mời anh Thanh. Ừ. 잃어버리면
않았을겁니다실제저런약속을안지키는사람인데정말걱정이됩니다나는걱정하지마세요그런데지금은어떻게생각했습니까제친구는모든저런날씨하고키가큰편입니다흰색머리에방바지를입고있습니다예쁘게생겼습니다이름은아르멘입니다그렇습니다꽃방송은어떤꽃꽃사꽃꽃꽃꽃꽃입니다응자오케이이제문좀닫다냐스티브저좀도와주시겠습니까친구를찾고있는데요어안거다이엽떠르컴아아안거다이엽떠르컴아떠랭팀팀아이떠랭팀님네어디봐어친구를잃어버리셨군요아디라안나친구를잃어버리셨군요디라락맛뱅러이아디라안나락맛뱅러이이것이넓어서같이온사람을자주잃어버립니다아이것이넓나이왜롱은이것은롱은어같이온사람을넓란트그다트싱락맛그공리이허아같이온사람그니까 những người mà cùng đến thì thường hay bị lạc rồi ít đó bởi những cái ảnh gì đó chúng ta đã học những người có nhưng cái ảnh gì đó rồi ít đó bởi những cái ảnh gì đó chế chính quê kề một sự nghĩ đi sinh viên có cách xưng gì đó không phải là lạc mắt mà hình như là có việc gì đó xảy ra với người bạn của tôi và 45분쯤 전에벌비커피숍앞에서만나기로했는데지금까지오지않고있습니다약약은흥흥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 흥아chúng ta đã hẹn nha hẹn gặp ở quán cà phê tên là thời tiết nhưng mà ánh sao à nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa đến 그래요 그럼 빨리 찾아봐야겠군요 à vậy hả thế thì chắc phải tìm nhanh thôi à, chắc là mình phải tìm nhanh thôi chắc là mình phải tìm nhanh mới được à.그렇지만이곳은아주넓고사람이많아서시간이좀걸릴것같습니다하지만넓나이는어떻게하나요하지만이는와롱와nhiều người nên có lẽ là thời gian sẽ mất nhiều đấy nên có lẽ là sẽ mất thời gian nhiều đấy à, các bạn thấy걸릴것같습니다có cái từ gì đây?Riêu có cả sư mì ta các bạn thấy không? Thấy chữ riêu không? Thì đây là gì đây? Câu hình như có lẽ dự đoán trong tương lai à, chắc là sẽ mất nhiều thời gian đấy. Một lần anh nghe băng chồng tôi hạ kết sư mì ta. Tất nhiên là tôi cũng sẽ phát sóng hoặc anh nghe băng chồng như là mình phát thanh hướng dẫn để mình nói người nào đó bị lạc đó. Anh nghe băng chồng.정말이곳은무척넓고사람도아주많군요오늘의와탁라rất là rộng và cũng rất là nhiều người rất là đông người 그런데제친구는길을잃어버리지않아길을잃어버리지는않았을겁니다대박하겠죠아쓸겁니다좀따라해보세요유동thì đó mà chắc là đã không gì đó à nhưng mà chơi chim của nên bạn tôi chắc sẽ không lạc đường đâu khi đến Iroquois thì nên à nó sẽ cực gì đó nhưng mà các bạn thấy tại sao như chỗ này nó lại có chữ nên vậy ô chơi chim của có hai chữ nên nè các bạn có thể giải thích cho mình không để mình hỏi ha 그런데 chơi chim của nên thì chơi chim của nên đấy là đóng vai trò gì chủ ngữ
길을 잃어버리지는 않았을 겁니다. 대개는 흐해내느라고요니 nhấn mạnh, nó chỉ nhấn mạnh cho cái câu này thôi chứ nó không có vai trò gì đâu ha. Khi đứa irawari chỉ nước anh nó sử còn gì đâu, chắc là sẽ không làm mất đường đâu. Nhấn mạnh chỗ này ha. Rồi hoặc là các bạn thấy cái chỗ thường hay là cái gì mồ hai su of sale mồ mồ riêu su of sale đánh lại nha riêu su ọc sale, nhưng mà có chỗ thì ryu suka ọc sale. Suka ita suka ọc sale người ta người Hàn Quốc hay nói như sao y giống nhau của. Cái gì nó giống nhau nhưng mà nó chỉ thêm trợ từ như đó để nó nhấn mạnh thêm chỗ đó thôi ha, chứ nó không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu. Các bạn nhận ngay chỗ đó. Khỏi biết cũng được ha cô. Khỏi biết cũng được nhưng mà khi mà các bạn thấy chỗ này á thì các bạn đừng có hoang mang hay gì, nó chỉ là nhấn mạnh cái ngữ pháp đó thôi ha. Rồi tiếp theo 시계처럼 약속을 잘 지키는 사람인데 정말 걱정이 됩니다. 시계처럼 các bạn có tôi là người thế không? Giữ đúng hẹn, giữ đúng hẹn là người giữ đúng hẹn như cái đồng hồ. 정말 걱정이 됩니다. Ôi, tôi thật lo lắng quá. Tôi lo lắng quá ha. Thật sự là tôi lo lắng. 너무 걱정하지 마. 너무 걱정하지 마십시오. 아, câu này là đừng quá lo lắng. 그런데 친구는 어떻게 생겼습니까? 그런데 친구는 nhưng mà người bạn này thì có dạng như thế nào ạ? Có dạng như thế nào? Trông như thế nào ạ? Trông như thế nào? 제 친구는 모델처럼 날씬하고 키가 큰 편입니다. 날씬 thả đúng không? 날씬 bản câu thì thon thả giống như người mẫu gì đó. Và cao, cao thuộc dạng dạng người có dáng cao. Rồi 긴 생머리에 청바지를 입고 있습니다. 바지야. rồi. 바지야. rồi. mặc quần jean. 청바지. mặc quần jean nha. cô ấy mặc quần jean với mái tóc dài. rồi. 예쁘게 생겼습니다. 정 시작하네. 이름은 아즈밀입니다. 벨라 아즈밀. 알겠습니다. 곧 방송을 해서 찾아보도록 하겠습니다. tôi sẽ phát sóng ngay để có thể tìm được, chúng ta chờ đợi ha겠습니다. Một chất rất là như thế nào đó. Rất là nha. Rồi bây giờ các bạn đọc lại cho mình cái phần này nha. Các bạn đọc chậm để phát âm tiêu chuẩn. Mời Hoàng Anh. Hoàng Anh với lại bạn Vũ Chi Tuấn. Các bạn khác theo dõi để mình kêu tiếp nha. Bạn nào không đọc tắt mic luôn bị ồn. Xì chắc. Chờ, tôi đồ ăn của sức mạnh đó. Chị cứ chạy quên như thế nào. Chị cứ rơi 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 rơi.
Đâu rồi? Vậy mời bạn khác nha. Mời bạn Linh Lê đọc tiếp em. Dạ. Chúng ta y tư xin mưu chốc nói cô xa đám tư á chư mạng tư nhô. Cần tư chưa chứng cư nâng kỳ lên y lo bảo lý chư nâng. Ám nát sân con người đà. Y kê chó lòm giác sư kinh cha lý chư tư nâng xa đám tư. Chúng ta có chồng như tư người đà. Ôm ơi, chúc cho hai chị là sức chư nâng. Cần tư chư nâng kỳ lên. Ở tốt kê xong kết sư nâng ta. Tôi xin chú nên mô đơn cho ông nào xin hạ quốc thì ta tin thường như người ta. Kim xe mở lưu cho ông bà chú nên ý cô ý xin người ta. Thì cô cô chẳng có xin người ta. À, tôi đến nên ám đô mê ý người ta. Ám đô mê ý người ta. Dương Văn Quảng lại dạ. Bạn Ngọc Yến. Vâng. Sao vậy? Chào tất cả. Chào tất cả chú sĩ kết xin nhịp á. Chính phủ rừng chặt cho ít nhìn đề hồ. Chính phủ rừng ít ra bây tiếp quân nào. Tiếp quân xin là tiếp quân sơ. Nói ra sao? Nếu bởiin cái 아니라 제 친구에게 무슨 일인지 상담 부탁드립니다. 딱 45분 좀 전에 편지 거기서 앞에서 만나기로 했는데 지금까지 오지 않고 있습니다. 그래요? 그럼 빨리 찾아봐야 하겠군요. 그렇지만 이곳 이곳은 아주 맑고 사람이 많아서 시간이 좀 걸린 것 같습니다. 물론 안에 방송도 하겠습니다. 정말 이곳은 무척 맑고 넓고 사람도 아주 많군요. 그런데 제 친구는 지금 잃어버린 지는 지는 낫 안 났을 겁니다. 안 났을 겁니다. 지구처럼 지구처럼 약속은 양 지키는 사람인데 정말 걱정이 됩니다. 너무 걱정하지 하지 마십시오. 그런데 친구는 어떻게 생겼습니까? 제 친구는 보편처럼 난신하고 키가 큰 편입니다. 긴 생머리에 전파제를 입고 있습니다. 예쁘게 생겼습니다. 이름은 아르머리입니다. 알겠습니다. 방송은 했어. 찾아보도록 하겠습니다. 네. 그 방금 hỏi gì phần này không? Các bạn có thắc mắc gì phần này không? Nếu không mình hỏi các bạn tí nha. Dạ, ok. Bên nào bị ồn? Bên bạn nào bị ồn á? À, mình sẽ hỏi các bạn về cái câu hỏi trong bài này tí nha. Bạn nào tắt thì mình biết đâu đi bị ồn á. Mình ai ta để mình kiếm coi. Bên nhà bạn Hoàng Anh. Có bạn muốn hỏi được không? Dạ. Em muốn hỏi bạn ạ. À. Em muốn hỏi bạn là khi mình nghĩ là mất đi Kim Mori ấy, như là mình thêm vào một cái bộ phận nào đó thôi. Kim Mori ấy, chân ba chỉ rứ, yếu cố ít xâm gì tạo như là trước đó là có một cái danh từ nữa đó. Mình thêm cái trợ từ E để mình thêm, nó có nghĩa là thêm với cái gì đó. Ví dụ như mình đang cái người này á thì mặc quần quần gì đây, quần jean với gì đây ạ, với mái tóc dài, như là hai cái danh từ đó mình thêm chữ E đó là để mình thêm vào cái danh từ đó một cái việc gì đó. Cô gái vậy là sao cái nghĩ hay nhất.
Nhưng mà đến bọn em mà hay dùng dễ hiểu nhất đấy là khi mà mình mới tiếp xúc với tiếng Hàn đấy. Đấy từ E là dành cho vấn đề như là chỉ một cái danh từ hay một cái điện nơi chốn nào đó. Không, cái này không phải là nơi chốn nữa mà là thi một cái gì đó trên cơ thể của mình đó. Thi một cái gì đó. Lần trước mình có học rồi cái phần này thì rồi. Các bạn thấy là trên bộ phận ở phần trên á là tóc hoặc là gương mặt như thế nào đó. Cái mình thêm E rồi mình mới miêu tả về cái bộ phận dưới hoặc là cái cơ thể nó cao hay là thấp hoặc là mập. Em cũng hay nói lắm vừa nói lắm, nhưng mà em không biết được em theo nghĩ như thứ một bên kiến là mình muốn thì mình nói là mình vấn đề gì đó thôi là em cứ hay mọi từ ê đó nhỉ. Nhưng mà đúng mình nghĩ nghĩa nhẹ thì em không biết được. Dạ được chưa ạ? Bây giờ mình hỏi các bạn một cái nha. Rồi các bạn thử trả lời nghe hay hoặc là nhô nha. Sư thi bừa nâng Credit Coffee Shop에서 45분쯤 전에 친구와 약속이 있었다. 너무 잘. 네. 네. 아니요. 네. 아, 네. 맞나? 스티브는 Credit Coffee Shop에서 45분쯤 전에 친구와 약속이 있었다. 너무 잘. Em phải nhớ nó thì giác làm sao chứ. Đúng rồi, nè, đúng rồi. Hẹn ở quán cà phê Berbit nè 45 phút trước. Rồi câu số 2 các bạn lắng nghe và trả lời nhé. 스티브의 친구는 약속 시간에 늦은 적이 많다. 아니요. không có liên quan gì đến phần này nha. Rồi câu số 3. 스티브의 친구에 대해서 설명하세요. 어때요? 머리 어때요? 스티브의 친구 어떻게 생겼어요? 날씬하고 키가 큰 편입니다. 키가 큰 편입니다. 자, 영화하나이? 모델처럼 날씬하고 키가 큰 편입니다. 롱라. 그러면 스티브의 친구는 무엇을 입었어요? 청바지를 입었습니다. 청바지를 입었어요. 그죠? 자, 잘 대답했습니다. 그러면 지금 다음 회화에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 어떤 내용인가요? 친구 마중 부탁하기. 친구 마중 부탁하기. Là gì đây ạ? Đến đón bạn. Nhờ đến đón bạn. Nhờ ai đó đến đón bạn của mình. Rồi, người nào với người nào đây? Michael 하고 Sarah. Michael 하고 Sarah. 자, 사람 1 한번 읽어주세요. 읽어요. Anh Đông. Đọc cho em cái phần tình huống để mình biết coi tình huống gì. Đông nói được hả? Nhân Bình. Anh Bình, chị Bình. Hôm nay người bạn đó đến Hàn Quốc nè. Có người bạn đến Hàn Quốc. 그런데 갑자기 일이 생겨서 공항에 나갈 수 없습니다. Thế nhưng mà có việc đột xuất nên là không thể đến công hàng được. Đúng rồi, nhưng mà có việc đột xuất xảy ra cho nên tôi không thể đến sân bay được. Đúng rồi. 친구나 동료에게 마중을 부탁하십시오.
nên là bạn đã nhờ đồng, đã nhờ đồng nghiệp. Hãy nhờ, hãy nhờ, nhờ ai? Nhờ đồng nghiệp hoặc là ai? Người bạn đó ra sân bay đón. Rồi, má chung là gì? Má chung ta tả đây là đón, đón. À, còn tiễn là gì đây? Tiễn. Má chung đó gì? Trái nghĩa của là má chung ta tả là gì đây ạ? Hè un, hè un. Biết biết cho cho. Hè un ha tả, hè un ha tả là tiễn nha, tiễn. Còn đó là má chung ha tả. Rồi, tiếp tiếp theo. 마중해야 할 친구의 이름과 인상적일을 자기를 설명하십시오. Trong cái câu này có từ mới đây. 마중해야 할 친구 ở đây có nghĩa là người bạn mà sẽ phải đón, người bạn mà mình cần phải đón đấy. 이름 là tên, tên của người bạn mà mình cần phải đón. 인상적이, 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 자기. Ở đây là gì đây? Đây có nghĩa là trang phục các bạn. 옷을 입음, đồng phục, trang phục. 인상적이. 인상적이 đó là động từ đi chung hết không? Đây là danh từ. Hai cái này đi chung. Trang phục. 설명하십시오 như là hãy mô tả trang phục và tên của người bạn mà cần đón. 그리고 비행기 도착 시간과 비행기 편도 알려주십시오. Cho biết gì đây? Cho biết chuyến bay và biên nghi phiền, chuyến máy bay và chuyến bay và thời gian, thời gian đến, thời gian mà cái máy bay nó đến. Rồi vậy thì 사람이 tên là 사람, 친구나 동료, à cái phần này để mình làm luôn cho 친구나 동료의 부탁을 들어주십시오. Hãy lắng nghe sự nhờ cậy của bạn đồng nghiệp, người bạn hoặc là người bạn đồng nghiệp. 공항에서 만나야 할 사람의 인상자기를 묻고 비행기 시간을 물으십시오. Gì đây? Hãy hỏi trang phục của người bạn mà người bạn đó là mình cần phải đón ở sân bay, và hãy hỏi gì? Hãy hỏi giờ, thời gian bay. Rồi bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn. Mình mời bạn Dương Điều với lại Tiết Nương hai em đọc cho Trang cái phần giao tiếp nhé. Hỏi con. Em đọc Dương Điều. Dì ngủ rồi. Dì ngủ rồi dì ơi. Vậy mời bạn Nương với lại nãy giờ bạn nào chưa đọc à? Em rồi. Em rồi cái im ru luôn à. Lụa. Ôi, chị xin đi, xin đi đi. Ôi. Ôi là đó. Cô xin đi tắt đi đều. Đều. Ôi, nên tự tin nghề cho, tự tin cho cha. Ôi, nên tự hẳn chắc khi yên lên, xin tự cho, không hạ kê. Nàng thân chư. Ở kê, tự tin nghề cho. Sốt rồi.
그렇게 멋있는 남자라며 언제든지 부탁하세요. 그런데 미치 비행기 지옥. 어허, 여기 그 비행기에요. 그런 큰 롤러스에서 순간표에서 어후 6시에 도착하면 도착하니까 0032000입니다. 네, 잘 하셨습니다. 동원에서 마이신 많은 대로 마이신에게 전화하겠어요. 네, 그럼 부탁합니다. 제가 나중에 한국 여행을 보겠습니다. 그 말씀은요, 멋있는 남자는 만난 수 있어서 좋은데요. Đây là một cái tên bạn ạ. Tên của hãng máy bay Tên tên của hãng máy bay đúng rồi. Tên của chuyến bay, tên của chuyến bay đó. Hãng máy bay, tên máy bay nha. Tên tiếng Anh nè, không có dịch. Lufthansa. Hồi nãy cái tên thành phố Frankfurt cũng là tên thành phố của nước Đức á. Đây là tên tiếng Anh luôn. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu nội dung này nhé. 사라 씨, 오늘 저녁에 시간이 있습니까? 부탁 좀 하려고요. 이래? 무슨 부탁인데요? 오늘 독일에서 제 친구가 오는데 갑자기 일이 생겨서 공항에 나갈 수 없게 됐습니다. 오늘 thì người bạn của tôi ở đâu? Ở Đức đến, nhưng mà tôi lại có việc đột xuất nên không thể đến sân bay được. 죄송하지만 사라 씨가 제 친구를 마중하러 공항에 가주시겠습니까? Cái ngữ pháp a o 주시겠습니까 là gì đấy? Kêu mình nhờ bạn ai một cách lịch sự, ha? Trân trọng tôn kính. Xin lỗi, Sarah 씨가 제 친구를, xin lỗi, Sarah có thể đến sân bay để đón bạn của tôi không? Sarah 씨가 제 친구를 마중하러 공항에 가주시겠습니까? Nhờ bà ai làm cái việc gì đó giúp mình. 네, 좋아요. 그런데 제가 마이클 씨 친구를 어떻게 잡지요? Mình gì đây ạ? Vâng. Tốt thôi. Nhưng mà tôi làm thế nào để tìm được bạn? Làm thế nào để tìm được Michael nhỉ? Chính quy đường ấy, mà xui mình ạ. Tên của bạn tôi tên là gì? Michael. Cơm bay mở đi ế, anh chồng ấy sắp rồi. Là gì đây? Đeo cơm. Và có mái tóc. Mái tóc vàng hoe, thun bay mở đi, có mái tóc vàng ha. Khi ca khứ cô, trái sinh giờ sóc, giờ hoa bèo cả xuân gì đó. Khi ca khứ cô, cao và đẹp trai, rất là giống giống với diễn viên điện ảnh luôn ha. Của bởi vậy, bữa mốt các bạn có sinh em bé cho nó uống thuốc tăng trưởng tiệp chiều cao đi. Bởi vì có cao là có điểm ha. Mà em thấy có ảo đâu có cho uống
Ôi, thuốc tăng tăng trưởng chiều cao bây giờ người ta đang bán á, mình có mua được thì mua cho bé nó uống pha với sữa. Không, không có độc hại hết. Các bạn ra tiệm hỏi kêu dược sĩ người ta bán cho mình thuốc là khi son trần, khi son trần là người ta sẽ đưa cho mình cái hộp ha. Nó là dạng bột, bạn chỉ cần pha sữa là bé uống. Có nhiều không cô? Không mất đâu, chừng 30-40. Có chỗ thì 300 nghìn. Sao 300 là 30 là sao? Có chỗ thì 30-40. Có nhiều loại. Một loại là giống da Kurutu, một loại thì loại bột. Nhưng mà mình hỏi bác sĩ, bác sĩ kêu uống cái loại này cũng tốt thôi. Khoảng 50 nghìn trở xuống. 50. Còn cái loại mà da Kurutu á là dường như là nó là dạng sữa, mình uống bữa mình hỏi là khoảng 300 ngàn. Ủa, như cái loại kia nó theo tiết nhỏ trong cái hộp của cô cũng 50. Nếu mà được các bạn uống, mua về cho bé dùng ha. Cái này nó chỉ có cho bé mới sinh rồi cô. Nó có độ tuổi hết. Rồi trở về bài. Như Cleo Croce, một xin nên nằm cho đà miền. Đà miền là gì ạ? Nếu, nếu là nha. Tại vì nam cha không bắt chim, mình cộng với đà miền. Ổn chơi từng chí, bú thạc khá xe ạ. Croce, một xin nên nằm cho. Nếu như là người đàn ông đẹp trai như thế, hoặc là người đàn ông bảnh bao như thế, thì bất cứ lúc nào hãy nhờ giả tôi. Ôi, có vẻ anh chị này hơi cái này gọi là gì? Người trai. Người trai. 그런데 몇 시 비행기 지요? 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 몇 시 프랑크푸르트에서 출발해서 오후 6시에 도착하는 루프트한자 032편입니다. Ơi, câu này hơi dài. Đâu, các bạn thử nghe lại lần nữa nha. 프랑크푸르트에서 출발해서 오후 6시에 도착하는 루프트한자 032편입니다. xuất phát từ thành phố Frankfurt và đó là chuyến 032 Lufthansa xuất phát từ Frankfurt và đến vào lúc 6 giờ đến nơi vào lúc 6 giờ chiều. 네 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 공항에서 마스 씨를 만나는 대로 마이클 씨에게 전화하겠어요. 네, đây là cái ngữ pháp lát nữa mình giảng cho các bạn nè. Ngay sau khi nhìn thấy rồi nha. Ngay sau khi gặp Masu ở sân bay, tôi sẽ tôi sẽ gọi điện thoại cho Michael. Các bạn lưu ý cho mình chỗ này. Nindero này á, mình không được dùng cho thì quá khứ mà dùng ở thì hiện tại và tương lai, hoặc là mệnh lệnh cũng được nữa nha, không có dùng trong quá khứ nha, nó khác ở cha ma cha chỗ đó. Nè, 그럼 부탁합니다. Vậy thì tôi nhờ chạy bạn chị Sara nhé, như là tôi trông chạy ở bạn đấy. 제가 나중에 한턱 내지요. Sau này tôi sẽ đợi cậu một chầu. 고맙습니다. 별 말씀을요. 멋있는 남자를 만날 수 있어서 좋은데요. 한턱 내다 là đãi không? Như là mình đãi ai gì đó. Bao khao ai cái gì đó. Như cái từ chiêu đãi chứ còn một từ giống đồng nghĩa nó sao không? Chiêu đãi hả? Dạ. Đi học bài trước. Đây chọc hả? Dạ đúng rồi. Đây chọc hả tạ hả? Đây chọc hả tạ.
Rồi, có thể gặp được người đàn ông bảnh bao thì tốt biết tốt tốt biết mấy là chỗ anh không. Rồi bây giờ mình qua ngữ pháp đi để hồi không còn thời gian. Các bạn qua xem hai cái trang mà nãy mình gửi đi. Thấy chưa? Niên nên tè rô. Thấy chưa ạ? Rồi, bây giờ vô vấn đề luôn. Ngữ pháp này nó có hai nghĩa các bạn ơi. Bây giờ mình giảng cho các bạn nghĩa thứ nhất. Đó là nghĩa hành động hoặc là trạng thái của với sau. Hành động hoặc là trạng thái của với sau giống như trạng thái hoặc động tác của với trước. Mình có thể dịch nghĩa tiếng Việt đó là theo như hoặc là như. Nhớ nha, theo như hoặc là như. Không được, không được hả? Không được. Nhưng mà mở, vậy ấy đi, chút coi lại video ha. Ok, tiếp nha. Nó có nghĩa thứ nhất là các bạn ghi vào theo như hoặc là như. Như là như, như. Rồi, các bạn xem câu ví dụ trong sách á, mình gửi cho các bạn rồi đó. Honoshi. À, anh Đông xem trang mấy không? Trang 44 á. Sách Tô Bích. À, sách Tô Bích trang 44 á. Dạ. Rồi, Honoshi 설명 설명서를 봐도 이 제품을 어떻게 사용해야 하는지 모르겠어요. 그렇게 어렵지 않아요. 제가 하는 대로 해보세요. Thì trong cái câu này nó có nghĩa là theo như ha. Các bạn dịch câu này cho mình xem. Hello. Tôi xem sơ mang sơ là gì đây? Cái bạn hướng dẫn đúng không ạ? Tờ giải thích, tờ hướng dẫn. Dù có xem tờ hướng dẫn đi nữa thì tôi cũng không biết tôi cái hành trình mua sản mà tôi còn không biết phải sử dụng cái sản phẩm này như thế nào. Y trẻ phụ mới ở tôi sử dụng hay hành trình chỉ mua được cái sản. Các bạn thấy không ạ? Tôi không biết phải sử dụng cái sản phẩm này như thế nào. Dù có xem cái bản hướng dẫn gì nữa, tôi cũng không biết phải sử dụng cái bản cái sản phẩm này như thế nào. Cứ cái đó rất chi ảnh này là gì đây? Không khó gì đâu, nó không khó lắm đâu. Chỉ là hai nên đều hay phù sẹo. Hãy làm theo như tôi là hèn. Thì là cái nghĩa thứ nhất của nó là theo như. Rồi bây giờ mình qua cái nghĩa thứ hai nha. Nghĩa thứ hai đó là gì đây? Ngay sau khi sử dụng khi một việc nào đó được thực hiện ngay khi phía trước xảy ra. Nó có nghĩa là ngay ngay sau khi. Nó giống như là samaja nhưng mà khác samaja chỗ là cái ngữ pháp này không dùng trong quá khứ. Rồi các bạn xét cái câu ví dụ tiếp theo. 치시만의 건강을 관리하는 방법이 있나요? 저는 아침에 일어나는 대로 물을 한 잔 마셔요. 아, 내가 이래. Cậu có biết cách quản lý sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe, quản lý sức khỏe của Chihishimane, của Chihi, Chihi có biết cách có biết phương pháp nào quản lý sức khỏe không? 저는 아침에 일어나는 대로 ngay sau khi tôi thức sáng, buổi sáng ngay sau khi tôi thức dậy thì tôi uống một ly nước. Thì cái nghĩa thứ hai đó là ngay sau khi. Còn cái nghĩa thứ nhất đó là gì? Theo như hoặc là làm theo như cái vế thứ nhất. Tôi không hỏi cho biết Shimane nghĩa là gì. Hả? Tên là Chi Hi Chi Hi Chi Hi Chi Hi là cái tên. Man này là của, chỉ thôi. E này là sao hưu cấp. Được chưa? Rồi bây giờ mình qua câu ví dụ ha. Câu đầu tiên, mời bạn nào đây? Câu đầu tiên đọc cho mình bạn Tiến Thanh. Tiến Thanh, câu ví dụ đầu tiên. Không thấy rõ hả? Vậy mời bạn Vũ Chi Tấn. Nhiều sinh hoạt chung thường ca
Bây giờ mình giải thích cho các bạn một cái phần nữa để các bạn lẫn lộn nè. À, cái nghĩa thứ hai ngay sau khi á thì mình cộng với gì đây? Nintero. Nintero chỉ một cái Nintero thôi nha. Ví dụ như Puta thì là Pu Nintero. Ita là Nintero. Ngay sau khi thì mình không có chia ni in hay là nin gì hết, mình chỉ cộng với nin thôi ha. Nintero. Rồi, vậy thì cái nghĩa thứ nhất nãy là gì? Theo như thì mình sẽ chia ra hai trường hợp, trường hợp quá khứ và trường hợp hiện tại. Thì quá khứ chúng ta sẽ chia như thế nào? Buta là Hunteru, Ita thì là Ingunteru. Quá khứ thì mình phải cộng ni in hoặc là in, còn ở hiện tại mình cộng với nin. Buta thì là Hunteru, Ita Ingunteru. Các bạn nhớ cho chỗ này nha. Cô xin hỏi đúng không? Cô thấy cái trong bài mình học hôm nay trang 121 cô bảo nên đều không được dùng quá khứ. À, quá khứ là cái đuôi mệnh đề thứ hai, cái đuôi đuôi câu. Còn cái này là ở vế đầu tiên cách chia của nó. Cách chia động từ. Rồi, bây giờ chúng ta xét lại câu ví dụ hồi nãy. 무엇을 해도 좋으니까 하고 싶은 대로 하세요. Vậy thì câu này nó có nghĩa là gì đấy? Mua sứ hay tốt, dù làm việc gì đi nữa cũng được, nên hãy làm theo như mình muốn. Theo như mình muốn. Câu thứ hai, 세상 모든 일을 마음 먹은 대로 되지 않는다. Những cái việc trên đời này, 세상 모든 일은, những cái việc trên cõi đời này, 마음 먹은 대로 되지 않는다 thì không có theo như ý muốn đâu. Mà không có theo như cái suy nghĩ của mình đâu ha, không có như ý muốn đâu. Rồi câu số 3. Tôi chắc hẳn nên để rồi, 바로 연락 주시기 바랍니다. Là gì đây? Ngay sau khi đến nơi. Hãy liên lạc ngay rồi nha. Câu thứ 4. Câu 4 mình mời bạn Bình. Em không thấy cái gì cả. Không thấy hả? Chắc là không thấy. Hồi vừa ấy, mọi người mà vào dùng điện thoại là hãy vào cái chỗ 365 độ ấy mới nhìn rõ được, nhưng mà để ánh trường thì không rõ được. Sau vào 365. Sau này nếu các bạn dùng được máy tính thì tốt quá ha. Để sau này. 이번 시험은 선생님이 말씀한 대로 조금 쉬웠던 것 같아. Cuộc thi lần này hình như là nó dễ, hơi dễ. Đó, giống như theo như lời của giáo viên nói. Theo như lời của cô giáo nói thì cuộc thi kỳ này hình như là hơi dễ. 이번 시험이 쉬웠어요? 쉬웠어? Kỳ thi lần này dễ hả? Nan oreotteonde? Tôi thấy khó. Hơi khó. 내일 아침에 일어나는 대로 소포를 꼭 묻혀야 해요. 아, sáng ngày mai á, ngay sau khi thức dậy là phải dán cái bưu phẩm này. 알겠어요. 소포를 보내는 대로 연락할게요. 연락할게요. 아, tôi biết rồi. Ngay sau khi gửi bưu phẩm tôi sẽ liên hệ lại. Ok, vậy thì Puchita là gì? Puchita đây cũng là Puchita là gì? Puchita là gì? Puchita là gì? Puchita là gì? Bây giờ cô dịch thời gian này. Puchita là gì? Thời gian này hả? Đi làm cho chuyện bây giờ là Puchita rồi. Puchita gửi đi. Gửi đi chứ không phải dán nha. Cái này là gì mà? Cái này giá là từ sáng là cô giá là có em dùng cái đó nhiều lắm. Cái mà giá là từ quốc tạng. Khoan, các bạn bị nhầm lẫn ngay chỗ này rồi nha. Nhìn lên đây nè. Nhìn lên đây nè. Hai cái phát âm nó giống nhau. Các bạn đã dính chữ Puchita. Đây là Puchita dán nè. Còn nãy mình nói là Puchita đây là gửi nè. Hai cái phát âm này giống nhau. Phát âm giống nhau mà khi mà bạn bao giờ để ý thì dễ từ dán và từ dính giống nhau, nhưng mà khi người ta nói trong từ dính là putter chứ không phải là putter, mà khi mình nói là từ putter là từ dính không, cũng là Puchita luôn,
tại vì chữ thờ mà cộng với chữ y thì mình phát âm thành chữ chi. Hai cái chữ phát âm này giống nhau nè, ở trên là Bodhicitta, ở dưới cũng là Bodhicitta, nhưng mà Bodhicitta ở trên là dán, còn Bodhicitta dưới là gửi. Thì có người nào người ta nói là từ Anputha, Anputha đó là gì? Buddha. Ừ. Đó là Buddha. Anputha không dính hả? Dạ, chẳng hạn tới là người Hàn người ta phát âm là Phu Chơ của Phu Chơ đó là cái chữ của Buddhita. Thì hay Hàn đúng như biết cái thứ người ta hay dính là đúng không? Đây đây bị động tâm của Buddha. Buddha là dính à? Còn Buddhita là gì? Buddhita là bị động từ, đây là bị dính dán, mình được dán, bị dán. Con đã chơi thì mình kêu là Buddha. Ừ, Buddha là Buddhita luôn á, à, Buddhita. Ôi chỗ này các bạn tại vì phát âm nó giống nhau quá nên dễ bị nhầm lẫn. Không, hồi nãy bạn hỏi chỗ đó là đúng để mình có cơ hội mình giải thích cho các bạn không bị sai. Rồi, bây giờ đọc lại cho mình 121. Mời bạn Thanh với lại bạn Lê Nam. Anh Nam dạo này không nghe nói luôn á. Sarati onum chigen e sigani isnika utakin ariyoko ariyoko. Không nói, thôi vậy mời bạn vào Yến. Biết sao không? Bạn đọc mình không hiểu được. Tô ghi, đọc lại chỗ này. Tô ghi là đức. Tô ghi. Rồi, tiếp. Tô sung hà chi ma sa ra si cha chê 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 rin ma chung hà rê cung hàng ê ca chê 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 chê. 지금 여러분은 막스입니다. 금산 머리에 안경을 썼어요. 그가 그리고 전 장선교에서 영화 보고 갔습니다. 그래요. 그렇게 맛이 없먹 맛있는 남 맛있는 남자라 싸워. 너무 안 아이 너무 그렇게 멋있는 남자라면 언제든지 부탁하세요. 그런데 이것이 된지지요? 아니 이것이 된지요. 이란 수 그래서 심판해서 우리 여자씨 왜 도착하는 그 한자 공산이 됩니다. 네, 잘 알겠습니다. 공항에서 막스 씨를 만나는 대로 마이클 씨에게 전화하겠어요. 네, 그래 부탁합니다. 제가 말씀을 한 것 나지에 고맙습니다. 그 말씀은요, 멋있는 남자를 만날 수 있어서 좋은데요.